Thưa các bạn, là nhu cầu chơi hoa, chơi cây cảnh thì ở đâu cũng có. Tuy nhiên thì ở Hải Phòng có một cái chợ mà có thể nói là lúc nào cũng rất là tấp nập những người mua người bán các cái loại cây cảnh, cây giống. Và thưa các bạn, hôm nay thì trên Hải Phòng sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn tham quan cái khu vực tiếp theo của chợ hàng trong cái series Tất Tần Tật về chợ hàng. Đây chính là khu vực mà buôn bán cây cảnh. Thì cái khu vực mà bán cây cảnh của chợ hàng thì nó nằm ở hai cái tuyến đường, đó là tuyến đường Hoàng Minh Thảo và tuyến vỉa hè mặt đường Nguyễn Văn Linh, chỗ cái vòng xuyến vào cái tuyến đường mương phía tây chợ hàng ấy. Và với video này thì chúng ta sẽ đi tham quan dọc cái tuyến đường bắt đầu từ vỉa hè mặt đường Bao Nguyễn Văn Linh đến hết cái dọc cái đường bờ mương phía tây của chợ hàng. Dọc cái tuyến đường vỉa hè đường Bao Nguyễn Văn Linh này thì các cái người bán tập trung vào các cái loại cây cảnh, chủ yếu là các loại hoa lan. Hiện nay thì phong trào chơi hoa lan đang được phổ biến rất là rộng ở Hải Phòng cũng như là trên toàn bộ Việt Nam. Thì hoa lan từ lâu đã trở thành một cái thú vui rất là tao nhã của đại đa số người dân nơi phố thị. Có rất nhiều người đã dành cả cuộc đời mình để sưu tập những cái dòng lan quý hiếm và độc lạ. Không chỉ vì vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa hấp dẫn của lan dành cho những người yêu lan, mà còn là cái cách trồng, cách chăm sóc cực kỳ đơn giản. Hoa lan là một loại hoa có sức sống khá là bền bỉ, dẻo dai. Chỉ cần một khúc gỗ lũa, cây cũng có thể bám rễ và sinh trưởng. Hoa lan tinh tế, rực rỡ và tỏa hương thơm dịu, làm cho tâm hồn người yêu lan thêm yêu đời và lạc quan. Ở đây thì người bán không chỉ là những người có cửa hàng hay những người có nhà vườn ngay tại chợ, mà còn có rất nhiều những người ở vùng ven thành phố hoặc ở một số tỉnh thành khác cũng mang cây đến bán. Họ mang sản phẩm của mình đến giao lưu, trao đổi tại chợ. Trên dọc cái con đường mà ngập tràn màu sắc của hoa lan với đủ chủng loại, từ những loài lan rừng tự nhiên rất là đắt như lan giả hạc, lan trầm, lan hồ điệp, đến cả những dòng lan thuần chủng dễ chơi vừa với túi tiền của người mua như là đai châu, trầm tím, hạc vĩ, lan dendro, lan tam bảo sắc, lan kiếm phan trí chẳng hạn. Dọc cái tuyến đường này thì còn có các cửa hàng bán phụ kiện để trồng lan như là chậu treo, móc treo, phân bón và rất nhiều các loại vật tư khác. Có những người dân đến chợ hàng không chỉ tham quan, ngắm nghía, thư giãn, giúp cân bằng nhịp sống thường ngày hối hả áp lực, mà họ còn đến đây để gặp gỡ những người có chung một cái sở thích, để cùng thảo luận, học hỏi, để có thêm những cái kiến thức. Rồi họ có thể mua lan về ghép với các loại giá thể, hoặc là tự tay chăm sóc cây cối sao cho đúng kỹ thuật. Thì tất cả những cái đó thì người yêu lan cũng thường xuyên gặp gỡ nhau ở chợ hàng để trao đổi kinh nghiệm. Đoạn này là đoạn mà chúng ta đi vào tuyến đường mương. Chúng ta sẽ quành vào đường mương phía tây của chợ hàng để xem các loại cây cối khác. Tại đây thì các bạn có thể thấy mọi người bán rất nhiều loại cây cảnh to nhỏ khác nhau, đủ các loại màu sắc. Cây cảnh có thể coi là một mặt hàng rất là phổ biến và bán đắt hàng nhất ở chợ hàng. Có thể nói nếu bạn muốn mua bất kỳ loại cây cảnh nào cũng có thể tìm thấy ở chợ hàng. Ở đây bán rất nhiều những loại cây cảnh phổ biến như là cây mẫu đơn, hoa hồng, cây tứ quý, hoa giấy, trà mi, cẩm tú cầu, thủy tiên, hoa sứ hay là trạng nguyên. Rồi có rất nhiều những cái giỏ hoa treo rất là xinh xắn đáng yêu như là hoa dạ yến thảo này, hoa mười giờ, cây cảnh lan chi, hoa dừa cạn, hay là những cái chậu xương rồng nhỏ nhắn xinh xắn đủ màu sắc. Rồi có rất nhiều những loại cây hoa khác nữa mà tôi không thể nhớ hết tên của chúng được. Đặc biệt là với những ai mà yêu thích cây bonsai ấy, thì đến đây thì các bạn có thể thấy được rất nhiều các loại bonsai như là mai chiếu thủy, si xanh, du sung tùng. Các loại cây ở đây chỉ có giá từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng hoặc trăm nghìn thôi, cũng có loại đến tiền triệu. Nói chung là rất là đa dạng về giá cả đó. Ngày nay thì đi cùng với xu hướng sống xanh đã trở nên phổ biến thịnh hành, thì cây cảnh cũng trở thành một cái sự lựa chọn được ưu ái hàng đầu. Những cái cây cảnh thì mang đến rất nhiều lợi ích, ngoài những cái tác dụng về thẩm mỹ cho không gian sống xung quanh chúng ta ấy, văn phòng rồi nhà trở nên sạch sẽ rồi thoáng mát, giúp chúng ta thoải mái thư giãn đầu óc mỗi khi căng thẳng. Đặc biệt thì ngày nay mọi người còn chơi cây cảnh với một cái ý nghĩa về mặt phong thủy. Thì người phương Đông chúng ta thường sử dụng cây xanh để bài trí, để làm tăng vượng khí, tăng tài lộc cho không gian sống của mình.
Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là người bán cây cối san sát ở hai bên vỉa hè của đường, rất là đông vui tấp nập, tiếng người bán hàng chào mời, tiếng người hỏi rồi trả giá cả, rồi cách thức trồng cây nó xen lẫn với tiếng còi xe tạo lên một cái âm thanh vô cùng náo nhiệt, mang đậm một cái phiên chợ quê giữa lòng thành phố hiện đại. Theo như một số người dân lâu năm sống ở đây thì cho biết thì trước năm 1975 chợ hàng chưa bán cây cảnh đâu các bạn ạ. Một vài người dân ở đây thì có sở thích về cây cối nên đã trồng thử ở vườn nhà rồi mang ra chợ bán. Từ đó thì người dân trong làng cùng trồng cây cảnh và đã trở thành điểm buôn bán cây cảnh sôi động suốt từ năm 1990 đến khoảng năm 2000. Và với sự độc đáo cuốn hút của chợ hàng thì đến năm 2009 thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đầu tư khoảng 9 tỷ đồng để quận Lê Chân của Hải Phòng lại chỉnh trang di chuyển chợ hàng từ khu vực phường Hàng Kênh ra khu vực phường Dư Hàng Kênh bây giờ. Và dần ra thì các bạn biết là do nhu cầu của người mua ấy, thì khu vực chợ hàng đã mở rộng thêm các cái tuyến đường nhánh từ đường Nguyễn Văn Linh vào chợ và có 3 cổng phụ đi vào các cái phố khác nhau. Cái con đường mương từ phía tây chợ hàng này được tính từ mặt đường 3 Nguyễn Văn Linh đi hết đường mương và cắt với đường giao của đường Hoàng Minh Thảo, thì tuyến đường mương này đã được thành phố rất là quan tâm chỉ đạo chỉnh trang và cải tạo nhằm phục vụ cái công việc cũng như là phục vụ dân sinh. Trên dọc cái đường này thì có cả những cái cửa hàng buôn bán các cái phụ kiện cho cây cảnh như là đôn, chậu, đất trồng, phân bón và rất nhiều các loại vật tư khác. Không chỉ bán các loại cây cảnh thì những người bán hàng ở đây còn bán cả một số loại cây giống ăn quả như là hồng xiêm, chanh, quất, khế, mít, me, vú sữa. Nói chung là rất nhiều loại cây ăn cảnh, cây giống ấy các bạn ạ. Và với những bạn nào mà yêu thích cây cảnh, yêu thích các loại hoa thì chợ hàng đúng là một thiên đường cho các bạn mua sắm, các bạn đến ngắm nghía. Có rất nhiều người đã coi đi chợ hàng là một cái thú du lịch sinh thái khá là bổ ích vào mỗi dịp cuối tuần, bởi nơi đây chính là một cái bức tranh điển hình về chợ quê giữa lòng thành phố hiện đại. Không những vậy, đây còn là một cái nơi hội tụ những cái nét đẹp văn hóa, thương mại thời kỳ đổi mới, không chỉ riêng Hải Phòng mà còn của đất nước con người Việt Nam. Và thưa các bạn, đến đây thì trên Hải Phòng đã kết thúc cái video giới thiệu cho các bạn về khu vực chợ hàng, nơi mà thiên đường mua bán cây cảnh, cây hoa, cây giống. Và rất vui nếu các bạn một lần đến với lại chợ hàng để chiêm ngưỡng cái không khí, cái vẻ quê mộc mạc giữa lòng thành phố Hải Phòng. Và các bạn đừng quên ấn subscribe, đăng ký kênh của trên Hải Phòng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.